Vâng, xin chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh Moto Vlog của Navu. Và hôm nay thì tôi sẽ đi đón một người bạn rất là đặc biệt, một trải nghiệm mới rất là thú vị. Vâng, và người bạn đó đang ở trong xưởng độ xe này. Vâng, mời anh em cùng theo tôi nhé. Anh Quân Béo. Ừ. Rồi. Vâng, chào anh. Vâng. Đây, con này là con Ducati 795 tại Việt Nam. Nhưng mà con này thực tế là nó sản xuất là năm 2014. Vâng. Đấy. Đây thì là những mẫu xe này em đang ngóng. Đấy. Em dắt ra đi. Vâng, đây anh lấy giấy tờ. Còn một chìa khóa phụ nữa. Cái này vật liên thân. Vâng. Vì là con này là hải quan chính ngạch, giấy xịn. Đưa em cầm. Bảng 796 thì nó sẽ có thêm cái sách. Thế bây giờ xe để xe này ở đây chứ, không đi luôn chứ. Vâng, đây là Ducati Monster, có nghĩa là quái vật anh em ạ. Hôm nay thì Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm một con quái vật. Rồi bây giờ sẽ để máy lên này. Vâng, thưa các anh em thì đúng là lần đầu tiên khi mà dắt chiếc phân khối lớn này vào nhà thì đúng là không dễ dàng gì cả. Vâng, tôi phải loay hoay một lúc thì mới có thể xếp nó ngay ngắn ở trong chiếc căn phòng chật hẹp này. Vâng, đó là chiếc Ducati Monster. Và hôm nay thì khi mà mới tiếp nhận chiếc Ducati này thì tôi cũng không nói được gì nhiều, không chia sẻ gì nhiều trên vlog cho anh em nghe được. Vì tôi muốn tập trung vào cái cảm nhận cũng như là để bảo vệ cho mình này. Cho người đi đường cũng như là bảo vệ tài sản mà tôi vừa tiếp nhận. Đó, thì coi như là cái lúc mà làm quen xe ấy, nên là phải tập trung rất là cao độ. Chiếc Ducati Monster này
sẽ cùng chung sống ăn nghỉ với tôi trong một thời gian để tôi trải nghiệm cuộc sống với phân khối lớn là như thế nào. Và hy vọng anh em sẽ theo dõi nhé. Ok.